Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài học tiếp theo ở đây. Tôi hướng dẫn cái tính năng tiếp theo của phần Gaspon, đấy là cái tính năng Forms hay còn gọi là biểu mẫu, đúng không ạ? Thế thì Grid Form tức là chúng ta sẽ tạo ra cái biểu mẫu này. À vâng, thì tôi đã chuyển sang cái phần tiếng Việt rồi. Thì các bạn đã nhìn thấy đúng không ạ? Khảo sát là cái phần survey vừa nãy, biểu mẫu là phần Form. Ok, thì chúng ta sẽ tạo ra các biểu mẫu, xem là chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ có những biểu mẫu gì, điền thông tin vào đây. Ví dụ như là muốn lấy một cái số điện thoại hoặc là lấy một cái email, khi mà khách hàng vào web của chúng ta, họ muốn tải một cái cuốn sách xuống, hay họ muốn tải một cái nhận một cái thư cảm ơn, hay là muốn nhận một cái voucher, thì họ sẽ điền thông tin vào. Thì đây là các cái mẫu chúng ta sẽ lựa chọn, được chưa ạ? Và tôi sẽ chọn bừa một cái mẫu đi. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra nó, đúng không ạ? Và keep in touch, chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt đi. Và let's keep in touch. Ok. Hãy giữ kết nối với chúng tôi, đúng không ạ? Vâng. Nó bị lỗi phông thì chúng ta sẽ đổi phông đi, thì nó sẽ bị hết bị lỗi. Ví dụ như vậy. Đấy. Đăng ký ngay chỗ này. Sign up for our news to receive, vân vân. Đăng ký email với chúng tôi để nhận được gì? Tin tức mới nhất. Ok. Đấy. Mình có thể tôi xuống để cho nó đẹp, mình kéo nó ra đây một chút. First name mình có thể đổi, email address mình có thể đổi, gọi sign me up mình có thể đổi, mình dùng hết tiếng Việt. Dạ, đăng ký ngay. First name này mình cũng có thể đổi được, biểu tượng mình cũng có thể đổi được, đúng không ạ? Logo mình có thể đổi được. Đấy, tương tự như thế thì mình đã tạo ra phần form, đấy là phần form liên kết. Đấy, thì mình sẽ gắn cái mã này vào, đúng không? Mình sẽ gắn mã này vào website. Thì khi vào cái bất kỳ một cái website nào mà có cái mã này ở trong từng cái đường link thì nó sẽ hiển thị ra cái phần biểu mẫu đó, được chưa? Thế trong cái phần biểu mẫu này thì chúng ta có rất nhiều các biểu mẫu, thì nó phụ thuộc vào việc là chúng ta muốn làm gì. Đăng ký này, hay là đăng ký miễn phí này, hay là download miễn phí này, hay là Facebook này, hãy đưa chia sẻ những vấn đề với chúng tôi. Ta có thể thay đổi được kích thước, hay là event sign up này, tức là đăng ký các cái gì ạ, tiệc, đúng không? Ví dụ như là tôi có một cái buổi offline miễn phí về sử dụng email marketing sao cho hiệu quả, thì các bạn sẽ đăng ký form vào đây để tôi sẽ liên hệ với các bạn, đúng không? Đấy, thì có rất nhiều các mục đích khác nhau nhé. Ở đây thì mình download này, đúng không ạ? Sign up box mình download xuống, hay là mình có thể sử dụng cái mã HTML để mình gán này, hoặc là mình có thể kết hợp với các ứng dụng ở trên các cái nền tảng phổ biến trên thế giới như là Facebook, WordPress, hay là Joomla, hay là WooCommerce, đúng không ạ? Hay là Drupal, hay là những cái ứng dụng mà phổ biến, thì chúng ta có thể kết hợp với họ để chúng ta xây dựng các form mẫu như thế này. Ta đưa vào đây tức là sao? Tức là khi một người mà người ta vào fanpage thì người ta vẫn có thể thấy cái form email của chúng ta. Để sau đó thì từ email mình sẽ gửi cho cái người mà người ta đã vào fanpage chứ không phải là vào web, để người ta để lại dữ liệu là email của họ, thì mình sẽ gửi cho họ bất kỳ cái gì mình muốn. Như vậy là tôi đã hướng dẫn sơ lược cho các anh chị cách tạo form và ứng dụng form trong cái quá trình làm email marketing. Thì form này thường là form đăng ký, hoặc là form lấy dữ liệu, hoặc là form nói chung là điền thông tin, thì chúng ta có rất nhiều cái sự lựa chọn nhé. Ok, thì bài học cái video này cũng xin phép dừng ở đây, bởi vì cũng là một cái video cũng rất là ngắn thôi. Tôi hướng dẫn anh chị